Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Sống Khỏe của Truyền hình Nhân dân. Xin kính chúc quý vị một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Tôi là Phương Thanh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong 10 phút của chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay. Trước khi đến với chủ đề chính trong chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi một số thông tin tổng hợp ngay sau đây. Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam gửi thông điệp khuyến cáo đón Tết an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong đó, thông điệp nêu rõ, sức khỏe là món quà quý nhất chúng ta có thể dành cho nhau trong dịp Tết này. Hãy sẵn sàng thay đổi kế hoạch vào phút cuối nếu bạn hoặc những người ăn Tết cùng bạn bị ốm hoặc có thể đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Theo Bộ Y tế và Văn phòng WHO tại Việt Nam, để giảm tối đa nguy cơ mắc COVID-19 khi đi lại, người dân hãy cập nhật và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương về hạn chế đi lại và các khuyến cáo giữ an toàn. Không đi lại nếu bị ốm hoặc đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày trở lại đây. Thực hành các biện pháp bảo vệ bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn với người khác. Bên cạnh đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế, khoảng cách để bảo đảm an toàn. Đến nay, Việt Nam đã hoàn tất 120 trên 120 mũi tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên 60 tình nguyện viên. Giai đoạn 1, nghiên cứu đánh giá độ an toàn của vaccine và bước đầu đánh giá đáp ứng sinh miễn dịch trên 3 nhóm liều 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram. Bước đầu, các chuyên gia đánh giá vaccine Nanocovax an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch tốt, có tác dụng với virus SARS-CoV-2, kể cả chủng biến thể. Các tình nguyện viên sau tiêm hầu hết đều có sức khỏe ổn định. Một số ít trường hợp có biểu hiện đau tại vị trí tiêm, sốt nhẹ nhưng đều hết sau 1 đến 2 ngày. Học viện Quân y đang tiếp tục tổng hợp dữ liệu để báo cáo Bộ Y tế. Dự kiến ngay sau Tết Nguyên đán, Hội đồng Khoa học và Đạo đức Y sinh học Bộ Y tế sẽ họp đánh giá trước khi phê duyệt triển khai tiêm thử nghiệm giai đoạn 2. Thưa quý vị, vậy là một năm cũ đã qua, chúng ta đón chào một năm mới đến. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại đã làm cho kế hoạch đón Tết và cách ăn Tết của nhiều gia đình thay đổi, nhưng vì đây là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm đối với người Việt Nam, nên mỗi người vẫn cố gắng dành thời gian quây quần bên gia đình và không quên việc tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Và nhắc đến Tết thì không thể thiếu những bữa cơm đoàn viên với các món ăn nhiều dinh dưỡng. Vậy chế độ ăn uống trong những ngày Tết nên như thế nào để không những vừa đủ về lượng mà còn mang lại cảm giác ngon miệng là điều chúng ta cần phải rất lưu ý. Vào các ngày lễ Tết, chế độ sinh hoạt và ăn uống thay đổi so với ngày thường có thể ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Việc ăn uống lựa chọn chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ là cách tốt nhất bảo đảm cho mọi người trong gia đình đón Tết vui vẻ, có sức khỏe tốt trong năm mới. Tuy nhiên, thực đơn ngày Tết thường không thể thiếu bánh chưng, dưa hành, củ kiệu, thịt, chả giò hay bánh mứt, ô mai. Đây lại càng không phải là những món ăn lý tưởng cho một chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Những bữa tiệc ngày Tết thường giàu đạm và chất béo nhưng lại ít chất xơ và vitamin. Nhiều chuyên gia khuyến cáo việc nạp vào cơ thể một lượng lớn thực phẩm nhiều năng lượng dinh dưỡng trong thời gian ngắn là điều không tốt. Trong ngày Tết thì có rất nhiều các món ăn, chứ không phải nào thì giò, nào thì chả, nào thì thịt đông, thế rồi thịt quay, thế rồi là rất nhiều các thứ khác nữa. Và đặc biệt là món bít tết thì chúng ta biết là món bít tết là cái món mà rất nhiều chất đạm và nhiều chất béo. Thế chính vì vậy cho nên là khi chúng ta ăn quá nhiều vào thì chắc chắn lại ảnh hưởng đến cái vấn đề tiêu hóa thu rồi. Ăn nhiều vào thì đối với trẻ em là đầy bụng khó tiêu, có thể dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa. Thế rồi đối với những người lớn, người cao tuổi thì có thể dẫn đến rất nhiều các cái tình trạng, những cái bệnh như là có thể gây suy thận. Đấy là chúng ta ăn quá nhiều chất đạm, những người mà đang có bệnh thận nền này. Thế rồi những người tăng huyết áp này, những người bị rối loạn mỡ máu, những người bị bệnh gút thì đều ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Thế chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ là cũng vẫn có, không thể không có, nhưng mà chúng ta ăn ở cái mức độ vừa phải. Nếu không chú trọng đến chế độ dinh dưỡng vào những ngày Tết, chúng ta sẽ gặp phải những rắc rối liên quan đến vấn đề sức khỏe như rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm hay táo bón. Đó là chưa kể những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, mỡ trong máu, cao huyết áp, lại càng có nguy cơ khiến bệnh tình trở nặng khi chế độ ăn uống khoa học bị phá vỡ trong những ngày Tết. Theo quan niệm từ xưa đến nay, các món ăn vẫn luôn giữ một sự hiện diện quan trọng trong những ngày Tết.
Nói đến việc sắm Tết thì có lẽ đến một nửa thời gian là dành cho việc mua sắm và tích trữ đồ ăn, mà trong đó đa phần là những món ăn nhiều dinh dưỡng. Tết truyền thống mình thì phải có những cái món mà ông bà mình có từ trước đến giờ. Thí dụ ở Nam Bộ thì có bánh tét, đó rồi bánh phồng, bánh tráng. Thì nói chung là những cái ngày Tết truyền thống thì mình cố gắng mình làm cho nó đủ. Tôi mua những cái sản phẩm tươi ngon, giàu dinh dưỡng, sạch sẽ để đảm bảo tốt cho sức khỏe và chất lượng. Trên thực tế, chế độ dinh dưỡng khoa học bảo đảm sức khỏe cần được duy trì suốt cả năm, chứ không chỉ riêng những ngày Tết. Rau củ quả là chiếm khoảng chừng 50% trong bữa ăn, còn lại thì là trứng hoặc là thịt, nhưng mà mình cũng hạn chế những cái mà thịt mỡ hay gì lắm. Cuộc sống đủ đầy hiện đại, chất lượng ngày càng được nâng cao, nhu cầu ăn uống dịp Tết do vậy không chỉ là ăn no, ăn ngon như trước đây mà còn phải vừa ngon vừa an toàn dinh dưỡng. Không nên thả phanh ăn uống mấy ngày Tết để rồi lại phải hãm phanh và ăn uống kiêng khem trong những ngày sau đó. Lời khuyên của tôi là không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm ở trong nhà. Thứ hai là cái mâm cỗ cúng gia tiên thì chúng ta cốt là chúng ta nghĩ là ở cái tấm lòng, chứ cũng không phải là thật cứ phải năm mâm bảy bát rồi thật là cúng thật là nhiều thứ vào thì chúng ta mới là hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Mà tôi nghĩ gửi là cái tấm lòng chúng ta vẫn cúng, nhưng mà chúng ta cũng những cái món đó thật là đơn giản thôi, mà món ít món thôi. Thế rồi cái thứ ba nữa là khi đi chợ thì chúng ta nên là những cái thức ăn nhiều chất đạm thì chúng ta mua vừa phải. Thế còn chúng ta lại tăng cường rau xanh và hoa quả lên. Đấy, hay là ví dụ như là trong những cái dịp mà Tết thì chúng ta biết là nhà nào chúng ta cũng tiếp khách, thì thay vì tiếp khách bằng bánh mứt kẹo thì chúng ta hãy thay bằng trái cây tươi. Đấy, ví dụ như thế. Thì tôi nghĩ là đấy, những cái chúng ta thay đổi đi, rồi trong bữa ăn thì dù là mâm cỗ ngày Tết chúng ta cũng nên nấu các cái món có nhiều rau xanh. Đấy, có thể ăn các món salad trộn, bao giờ cũng có thêm một đĩa rau luộc nữa chẳng hạn trong cái bữa ăn ngày Tết, thì nó sẽ rồi đĩa dưa hành muối chẳng hạn, thì nó sẽ giảm bớt tải, nó sẽ làm cho bữa ăn của chúng ta ngon miệng hơn. Đấy, ngon miệng hơn, và thứ hai là nó cân đối cân bằng dinh dưỡng hơn. Thì tôi nghĩ đấy là những cái điều mà nếu mà chúng ta làm được những cái điều đấy, thứ hai là vừa không lãng phí, thứ hai nữa là lại cân bằng dinh dưỡng mà chúng ta đảm bảo được sức khỏe. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm, đặc biệt những thực phẩm giàu chất béo, chất bột đường. Thay vào đó, tăng cường thêm rau xanh và trái cây, nguồn cung cấp vitamin và chất xơ trong mỗi bữa ăn. Nên bảo đảm cân bằng 4 nhóm chất bao gồm chất đạm, chất bột đường, chất béo, vitamin và khoáng chất trong các bữa ăn hàng ngày, và nên ăn cá nhiều hơn ăn thịt. Hạn chế nấu, ăn các thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ, thay vào đó nên ăn luộc, hấp hoặc các món salad. Tránh uống quá nhiều nước ngọt, rượu bia. Không ăn quá nhiều trong mỗi bữa ăn, không ăn liên tục một món, vừa tránh dư thừa chất vừa ngon miệng. Tránh bỏ bữa, ăn dùng bữa, làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Hạn chế những thực phẩm chế biến sẵn, các món dưa muối, vì những loại thực phẩm này có chứa nhiều muối, không có lợi cho sức khỏe. Thưa quý vị, thức ăn tốt hay xấu là phụ thuộc vào cách ăn uống của mỗi người, nên ăn uống điều độ, vừa phải, bảo đảm đủ 3 bữa chính trong ngày. Ăn Tết thật ngon mà cũng phải thật khỏe là điều mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo tới tất cả mọi người để bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, giúp cho hệ tiêu hóa không bị quá tải ngay từ những ngày đầu năm mới. Thời lượng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Xin kính chúc quý vị có những ngày Tết vui vẻ và mạnh khỏe bên gia đình.